Ây nó rất là to luôn. Cái đá ơi, ui, rắn, 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 rắn. Ui, 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 rắn, rắn. Ui, con rắn. Tóm được rồi. Hiếu xin chào tất cả quý cô chú, anh chị, cô các bạn. Hôm nay ngủ dậy sớm, Hiếu vừa lên rừng thăm mấy cái bẫy xong. Nhưng mà hôm nay thì bị mo, không được con nào. Ngày hôm nay Hiếu quyết định sẽ đi sâu vào trong rừng, ở nhà chúng ta sẽ đi lên một khúc nữa nhé. Và có lẽ là Hiếu sẽ không về để ngủ ở đây, mà sẽ lên rừng thì chúng ta tối ở đâu chúng ta ngủ ở đó nhé. Và Hiếu sẽ đem đồ đi luôn cả nhà. Bây giờ Hiếu mời cả nhà cùng Hiếu chúng ta sẽ tiến sâu vào rừng nhé. Hôm nay chúng ta sẽ khám phá cái khu rừng ở phía sâu, ở phía trong hơn nha. Rồi chúng ta đi thôi cả nhà. Chắc mình sẽ dừng chân ở bên cái thác nước nhỏ này. Ở đây thấy cũng yên ổn cả nhà. Mình sẽ nghỉ chân ở đây đã nhé. Rồi kiểm tra xem. Để đồ ở đây mình đi dạo một vòng đã. Xem ở đây như thế nào nhé. Khu này nó có cái thác nước. Thác nước nhỏ, mùa này nước nhỏ không. Đang dọn dẹp cái chỗ nghỉ cả nhà ơi. Phát hiện một anh bạn rất là to. Nó cũng là thức ăn ở đây cả nhà. À, khủng chưa? Con này ruby vàng nha. Con này là rắn lục xanh, đuôi dài. Đó. Chứ không phải cái dòng rắn lục đuôi đỏ nhé. Thì cái dòng này rất là độc. Cái rắn này. Con này. To chưa? Khủng nha. Trời ơi. Cũng hên là mình phát hiện sớm nhé. Nó rất là to luôn. Dòng này thì cực độc, đầu tam giác này. Con này ban ngày nó không thấy đường đâu, nhưng mà mình đụng vào nó là nó mổ đấy nhá. Cái thế tấn công của nó đang sẵn sàng rồi đấy. Khủng khiếp chưa? Con này rất là đẹp. Màu nó đẹp. Nhưng mà đụng phải nó là đi gặp ông bà luôn đấy cả nhà. Không đùa được với con này. Vừa bước chân lên thấy củ bình vôi này. Củ này khoảng tầm hơn 2 kg. Mình sẽ để đây, chưa nào mình đem về. Ý chà, đó. Một củ bình vôi nha. Nặng tầm hơn 2 kg. Củ bình vôi chữa bệnh về mất ngủ, an thần, tiểu đêm cả nhà. Rồi mình sẽ đi ngược lên nào. Hiếu vừa phát hiện một cây dây chìa vôi rất là cổ thụ luôn, rất to luôn cả nhà, khủng khiếp luôn.
và phát hiện thấy củ của nó luôn rồi nhé. À, vừa chạy lấy cái dao để đá trơn, ui trời ơi, chuồi cái đá đây cả nhà, cái củ cái cây chè vôi nhá, cây này có củ luôn này, củ rất là to này. Đây này, cái này là phần rễ của nó này. Cái này rễ nhá, còn có cái đoạn củ nó sẽ phình ra như kiểu là cái củ sắn luôn, nhưng mà cái đoạn này sẽ thu hoạch được luôn, lấy được luôn. Đây, để mình sẽ tìm cái củ của nó cho cả nhà xem. Đây là cái rễ của nó nhá, rễ của nó đi ra ngoài kia, chắc là ngoài kia có củ luôn. Và đây này, củ của nó đây cả nhà này. Này, chỗ này nó bình như cái con rắn hổ mang này. Đây, và củ này, củ nó như cái củ sắn nhá. Đó, lá của nó đây, nó có cái phấn trắng nhá, nó còn có tên gọi khác là cây bạch liêm. Nó có phấn trắng này cả nhà, còn gọi là cây bạch liêm hay là cây chìa vôi nhá, tên phổ thông gọi là cây chìa vôi. Nó có phấn như này. Cây chìa vôi này có tác dụng rất là tốt cho những người bệnh xương khớp này, tê thấp, phong tê thấp này. Rồi một trong những cái vị thuốc của bài thuốc chứa thoát vị đế đệm này. Đây củ đây cả nhà này, ui cái củ nó đã chưa, ui trời ơi. Cây này nó phải hàng chục năm ở trong rừng nó mới có cái củ to như này. Trời ơi, như cái củ sắn luôn. Đây, mình sẽ để dành để hôm nào về mình sẽ lấy cái củ này. Rồi, ở đây phát hiện một cái cây dược liệu rất là quý nhá. Cây này để mà có những cái cây to mà củ như này thì chỉ có trong rừng thôi. Ở nhà lâu lâu vẫn có cả nhà, nhưng mà nó chỉ có dây thôi, củ nó ít nhá. Đây này cả nhà, phát hiện cái đường đi của con đuôi dài rất là nhiều, nó đi bóng luôn. Đây, cái đường nó đi sạch như này, đường của nó đi. Đây nữa, cái đường của con này nó cứ đi, nó cứ nhảy vậy đó. Cái này nó đi nhiều lắm cả nhà. Này, đây cũng đường nó này. Kìa kìa, trời ơi, đường nhiều quá. Rồi, cái này là mai mốt Hiếu phải lên làm bẫy ở đây thôi. Cái đường cả nhà, đường bóng á. Cái này là loài to, đuôi dài nhé. Đây là cái dấu tích mà nó ăn cái quả chua lâu đời này. Nhưng mà cái hang này nó đi suốt này, bóng luôn này. Trời ơi, lì bóng luôn. Cái đường kìa, đi bóng luôn đó. Ó, cái đường này, đó, đi ra đây này. Đi qua bên kia, bên này cũng một đường nữa luôn. Có khi nào nó nằm trong cái hốc cây này không biết nữa. Trong này hốc này có một cái lỗ. Đây, cái này thì chỉ cần mình cài ở ngoài này là dính thôi, không trật đi đâu được luôn. Đây một đường nữa này. Ui đường nhiều thật đấy. Ui con rắn cả nhà ơi. Ui rắn. Ui con rắn. Bắt được rồi. Tóm được rồi. Ôi trời ơi, máy còn quay. Con rắn cả nhà. Hiếu tóm được nó rồi. Đây, cả nhà xem. Rắn. Rắn là sao chưa? Hổ ngựa. Để mình lôi ra. Đây cả nhà, để Hiếu đang quay cái cam trước. Con rắn tóm được rồi. Hên quá, nó vào đây. Để mình đặt cái máy đây, mình bắt nó đã cả nhà. Tóm được nó rồi. Cuốn vào đây cả nhà. Mắc bên đây. Hên quá chưa cả nhà. Để mình sẽ cái máy đập ra ngoài khỏi chân quay luôn. Gãy luôn cả cái. Khó. Không gác được cái máy. Mình sẽ lôi nó ra nhé. Đây rồi. Ui, nó cuốn ở bên đấy. Rồi. Ui, to lắm cả nhà. Con này to lắm. Wow. Rắn. Bắt được rồi. Em nó rồi. Này, cả nhà xem. Đấy.
Rồi nhá, con này bây giờ. Ê, cắn à. Ôi, nó phì. Nó đớp cả nhà. Nó đớp. Không, mình mà nắm nó như này. Rồi, được. Rồi, nó phì. Nó phì lên. Con này nó đớp cũng đau hết. Nào, ra đây. Cũng không to lắm đâu, con này chắc khoảng tầm 5-6 lạng. Một em. Hên quá. Bây giờ thì mình sẽ đi xuống. Đang tính là bảo lên tìm cái tổ ong này. Đi qua dạo gặp con này. Ở đây có một cái tổ chim gì luôn này. Chim. Giống này là nó ăn chim, ăn chuột rồi hết nha cả nhà. Nó chun vào mấy cái tổ chuột. Vừa chạy vội về vì không có cái gì đựng cả nhà. Mình về mình lấy cái ống quần đó, cho vào đây. Mình sẽ để tạm lên đây. Gác lên đấy cả nhà. Đó. Bây giờ mình sẽ sửa soạn và mình làm cái chỗ nghỉ ở đây nhé. Ở đêm nay thì mình sẽ ngủ võng cả nhà. Đang đun một ít nước để mình uống nhé. Ít trà sâm đen, sâm cau đen ấy. Ở quanh đây có những cái đám sâm cau đen này. Hiếu nhổ mấy cây đun nước uống cho mát nhé. Nằm dưới tán cây. Ở bên thác nước chảy đêm thì sẽ nghe tiếng suối chảy đây. Và mình sẽ chờ trời tối. Đêm nay mình sẽ đi kiếm ăn ở cái con suối này một lần xem sao. Bởi vì cũng đã lâu rồi Hiếu chưa làm những cái clip chúng ta đi săn, đi soi đêm cả nhà. Bây giờ cũng khoảng tầm hơn 4 giờ chiều. Nhưng mà trong rừng thì trời đã bắt đầu tối, ánh nắng, những cái tia nắng cuối cùng đang hắt vào lẻ loi thôi. Trời đã tối cả nhà. Mình đang làm ấm trà uống đây. Nồi trà chứ. Ôi. Mời cả nhà dùng trà bữa tối với Hiếu này. Hôm nay ở đây sẵn có mấy cái cây sâm đen Hiếu nấu uống. Bây giờ mình sẽ đi soi cả nhà, đi kiếm ăn đêm nha. Vừa phát hiện con ếch nó nhảy ở đây cả nhà. Ngay chỗ mình nghỉ chân luôn này. Không biết ở đâu. Nhảy xuống đây đây. Mình sẽ xem coi nó nằm ở đâu. Ồ, nó lủi đi đâu nhanh thật đấy. Nó nhảy xuống một phát ở đây mà giờ không thấy nữa. Đang bới bới gặp con cua cả nhà. Đó. Một con cua này. Ủa, nó nằm ở ngay lá mà Hiếu đi lấy mấy khúc củi ấy, Hiếu thấy. Chắc là bây giờ mình sẽ đi soi luôn cả nhà. Cũng tối rồi. Xem cái khu này có con nào không? Coi cái thác này. Đây, đường ống lọc nước của Hiếu đó. Ui, con ếch uổng thật. Nó bay đi đâu mà không thấy nữa luôn. Wow. Suối này nó nhỏ thôi. Đây này. Nó không to đâu. Ai kẹp. Ui kẹp. Con à đây. Nó nằm đây rồi. Đây cả nhà thấy chưa? Đẹp chưa? Đó, nó rất là đẹp nhé. Nó giống như con rắn mối nha. Cái đầu nó mập nhé. Đây nó vào đây. Đây. Giống như con rắn mối nước, giống con cá sấu. Da nó nhám nhá. Đẹp, vầy nó đẹp lắm. Đó, có cô chú nào mà biết về cái loài bọt sát này comment cho Hiếu biết với nhé.
đi rừng lần đầu tiên nó gặp nó giống như con rắn mối, đầu nó mập thù lù như như cái đầu đầu ếch, đầu rắn kìa. Đó, đẹp không? Đây mình thấy ô con chuột nó vào trong này rồi, nhưng mà chuột nhỏ thôi, nó vào trong cái chỗ này rồi. Ô tắc kè cả nhà, Hiếu thấy con tắc kè nhé, tắc kè nhỏ thôi, nằm đây này. Đây mình zoom lại xem nha. Đây cả nhà, ngay cái đèn đấy, con tắc kè đấy cả nhà, tắc kè nhỏ nhá, nó không to, nếu mà to thì mình cũng bắt được, nhưng mà nó nhỏ. Nó khu này sinh vật nó đa dạng nhé, đi lên sau của thế này thì mình thấy sinh vật nó đa dạng. Ôi đây rồi, một con rồi cả nhà, một con nhái đá. Ui hai con luôn, hai con luôn đấy cả nhà, thấy chưa, một con phía trên một con phía dưới này, mình zoom lại nhé. Đó cả nhà, một con này, hai con này, đó cái này là ếch đá nhái đá nhé. Bây giờ chỗ này mình phải bỏ máy xuống rồi mình leo lên mình mới bắt được. Mình leo đường này, leo mấy cái chỗ đá khô này lên mình bắt này. Vừa thấy nó ở đây mà giờ không thấy nữa. Vừa thấy nó đi đâu rồi. Ngay là cái dòng nhái đá này nó rất là, nó nhát, nó không có lì giống như ếch đâu. Con nhái đá, con này này rất là ngon cả nhà, thịt nó rất là giòn, thơm. Con này nó chỉ thích ở ngay cái chỗ thác nước chảy như này. Đây một con ếch nữa rồi cả nhà ơi. Ếch này ếch nhỏ thôi. Đây, nhái đá, nhái đá. Nãy giờ là Hiếu xoay cái khu này cũng bắt được mấy con. Bây giờ mình đi ngược lên con suối thế này, đi ngược thôi cả nhà, chứ đi xuống thì rất là khó phát hiện nhé. Đi đường rừng khu này để mình lên cái thác này đã. Hồi nãy ở đây một con mà bây giờ tìm không ra. Ô, có tổ chim luôn này. Tổ chim gì đây cả nhà này? Để Hiếu xem nhá. Có trứng không? Hay là có mẹ nó ngủ không? Đó, cái tổ chim mà không có con gì cơ. Cả nhà. Lện đá chứ. Rất to. Ồ, trên đấy mình nghĩ là sai. Sẽ có con nhái đá tiếp này, bởi vì chỗ này nó cao này. Nó nằm ở cái hởm này, đằng xa một con nhái đá. Dòng này thì nó nhỏ thôi nhưng mà nó ngon cả nhà, nó không to đâu. Đây, nhưng mà Hiếu nó phải để máy ở ngoài thì đưa máy vào đấy nó sẽ ướt nha. Ô hai con luôn cả nhà ơi, hai con kìa. Một con đây cả nhà thấy không, có một con đây, con nó là hai con này. Đó hai con nha, có một con này, hai con. Rồi Hiếu tắt máy để Hiếu bắt nhá, chứ chỗ này Hiếu không cầm máy được vì nước nó té vào ấy, nó đeo mic nữa cả nhà. Hai con nữa cả nhà. Đó. Nằm đây đi. Em ơi, về với anh nhé. Xong, một em.
Ô đây rồi, một anh bạn nữa là cả nhà ơi. Đây. Đây cả nhà thấy chưa? Đó. Một anh bạn đánh đá nha. Qua bên đấy mình chụp. Nhẹ nhàng thôi, con này nó cũng hơi nhát. Con này hơi khó chụp. Hơi khó chụp. Vừa phát hiện chỗ này cả nhà, chỗ ánh đèn này một con nữa. Đó, nhưng mà bây giờ chỗ này á là mình không thể cầm máy để leo qua được nhé. Nước chảy ướt, mình phải tắt máy rồi mình đi bộ qua mình chụp nhé. À, cái chỗ này đi ngược lên trên này, hướng ý là nó sẽ còn. Chỗ này nó cao lắm. Nhưng chỗ này rất là khó trèo luôn. Bây giờ mình sẽ phải đi đi đường rừng, nhưng mà mình sẽ qua mình chụp con đó trước đã. Con chuột cả nhà. Ơ à, con chuột chuột gì nhỉ? Chuột chù. Chuột chù nó bơi trên nước. Chuột nhỏ, chuột chù này không làm được cái gì nó. Không ăn được, nó hôi lắm cả nhà. Họ vừa vượt qua cái dòng thác cao. Bây giờ Hiếu đang đi ngược lên cái con suối nhỏ này đây. Lên trên đây thì nước nhỏ hơn. Và cây cối thì nó đổ nhiều. Nên là cái này là nó vướng cái lá cây, cây cối thì mình cũng khó soi nhé. Nhiều khi ếch nằm ở dưới lá, mình đi mình dẫm phải ấy cả nhà. Thì nó sẽ nhảy, mình mới biết. Nãy giờ là Hiếu gặp hai lần rồi. Cứ đi qua dẫm nó nhảy xoạng, mình mới biết là ếch. Quay lại thì không thấy đâu. Lá dòng đẹp chưa, cái này mà Tết mà gói bánh. Ôi, chuối rừng đổ, xem có chín không nào. Nó non, chuối chín nhưng mà nó non cả nhà. Buồng chuối nhưng mà trái nó còn non lắm, không ăn được. Phát hiện có một cái cây cà rừng, mình lấy luôn, nhiều trái cho cả nhà. Đây này. Cái này mình cho hái cả chùm nó luôn. Ê. Cà này ăn đắng đắng, ngon ngon, đắng đắng. Nói chung là ăn được, Hiếu đã ăn rồi, ăn cái này rồi. Mình sẽ hái nốt cái số này rồi mai rồi mình có chế biến được cái món gì mình sẽ tận dụng mình nấu cả nhà. Một cái vách đá mà như một cái bức tường thành luôn cả nhà. Đá không? Đúng rồi, nó cao. Nãy giờ là Hiếu đi khoảng tầm phải một tiếng đồng hồ rồi. Đi từ lúc 6 rưỡi mà bây giờ là 8 rưỡi rồi cả nhà. Gần 2 tiếng. Từ lúc 6 rưỡi là bắt đầu Hiếu vờn quanh cái thác. Đi lên đây là chắc là 7 giờ, bây giờ 8 rưỡi rồi. Hơn một tiếng đồng hồ mà đi ngược, càng đi lên càng không thấy, rất là lạ luôn, không gặp con nào luôn. Nãy giờ đi những cái chỗ mà cái thác cao á thì những con nhái đá, ếch đá nhiều, nhưng mà đi lên nước chảy nhỏ êm thì lại không gặp con nào luôn, lạ lùng. Không biết tối nay nó đi đâu hết rồi, chỉ gặp mấy con nhái đá. Con cua đây cả nhà. Em cua. Ý, em cua. Em cua. Bây giờ mới gặp em cua đấy. Vừa nhắc tới thì cậu mới ra. Rồi sẽ lên một đoạn nó xem có không cả nhà. Không có thì Hiếu sẽ quay về nhé, cũng muộn rồi. Cái này. Cái này ăn được cả nhà. Cái này mình sẽ chặt lấy cái mầm của nó. Cái này Hiếu gọi là cây quê, gọi là tiếng Nghệ An gọi là gây cuồng. Đấy, lấy cái mầm này, ăn rất là ngon. Đấy, lấy cái mầm này nha, lấy cái mầm non này, từ cái lá non này cho đến cái này là ăn ngon. Đó.
Để về mai nấu canh hoặc là lát mình có ăn thì mình ăn luôn. Nó hơi gai thôi nhưng mà ăn cái gai non này ăn được, ngon. Thêm một loại rau nhé. Đây là cây móng trâu. Đây này, cái này là người ta gọi là cây móng trâu đấy. Cái này mầm non này ăn ngon này. Mình sẽ lấy cái mầm này luôn này. Ấy, ui giời. Lấy cái mầm trên này thôi. Đó. Bẻ đấy, mình chặt xuống rồi mình về mình nướng nhé. Cái này nướng ăn rất là ngon mà xào cũng ngon. Mình ăn cái ruột của nó phía trong thôi. Nguyên một tàu như này là no luôn. Đấy chứ cả nhà. Đã chưa? Đó. Nghe cái cùi của nó này, ngọt ngọt đắng đắng, ngon nha. Đom đóm tuổi thơ cả nhà. Ngày xưa là đi chụp con đom đóm này, tìm cái lọ thủy tinh bỏ vào để làm đèn đấy. Tuổi thơ của Hiếu đấy. Chắc là sẽ nhiều nhiều các anh chị sẽ có cái tuổi thơ về con đom đóm này. Con này to chưa? Ngày xưa ở quê ấy, là về cái mùa hè cả nhà, bay sáng trời luôn, rực trời luôn. Mình phải tranh thủ đi về chứ cũng muộn rồi. Trên đường về gặp anh bạn này cả nhà ơi. Đây, con ếch đây. Ánh Hương nha, cháu chụp cây. Chụp nó. Ý. Đây, ngon chưa? Đó. Con này thịt nó rất là thơm nha. Đó, lúc đi thì không thấy, lúc về thì thấy. Ôi giời, ôi giời. Con cua núi này cả nhà, nó nhỏ này. Anh bạn cua đi đâu đây? Tôi tới giúp nào. Xuống xuống nước à? Ôi, chạy đi đâu rồi đấy, rơi luôn. Nhà xem, giống con muối không? To chưa? Giống con muối khổng lồ. Wow, bay luôn. Trên đường về cả nhà, lúc đi là mình đi ngược cái này không thấy này, lúc về mới thấy này. Nhưng mà con to nữa. Ôi chà, cháu chuột nhé. Đó, được hai con cháu chuột ngon to. Ôi, bỏ vào túi này, mình đi xuống. Ôi chà, bây giờ cũng không bỏ công đi lên nhé, cũng được mấy con. Ôi trời ơi, cả nhà ơi. Ôi béo béo, trên đường về luôn. Thôi thôi, ếch vàng chắc nó bị con rắn hay con gì rượt rồi, để Hiếu xem nhé. Wow, chà, to béo. Trời ơi, con này quá ổn luôn. Ồ đấy, cả nhà thấy không, đi lên không gặp, đi về gặp nó nhảy ở trong kia ra, xong là Hiếu thấy ở đây Hiếu chụp luôn, nó nhảy ra phát xuống đây nó nằm yên luôn. Ngon ngon. Một con này Nhương cả nhà, to chưa? Đây đây đây, đây. Ui, em hả? Về với anh nha. Ây chà, quá đã. To. Đây, thành quả tối nay cả nhà. Cả cua, cả ếch tính ra cũng được gần ký. Bây giờ cái... Úi ơi, nó nhảy, nó nhảy. Nãy giờ là Hiếu buộc cái túi này một bên mình này, để mình đi. Còn... một ít rau đây. Hai loại rau, rau móng trâu với lại cây gai cuồng. Và mấy trái này thì mình bỏ này mai mình ăn kèm cả nhà. Bây giờ chắc là Hiếu sẽ nướng cái bạn na xanh vào chiều, ăn tạm với làm mấy con cua nhé. Bây giờ cũng muộn rồi, bây giờ mình sẽ bắt những cái con cua ra mình nướng trước đi. Không là nó kẹp ếch nó toang hết luôn đấy. Đó, mấy con ếch to cho cả nhà. Gần 10 giờ cả nhà, về đến nơi là gần 10 giờ đêm. Bây giờ mình sẽ nướng tạm mấy con cua này ăn đỡ nha. Rồi cái bé na này mình cũng nướng luôn. Bé na hồi chiều ở sau này mình bắt luôn. Bây giờ mình nướng. Nướng chín là ăn là đi nghỉ đó. Rồi còn cái số ếch ấy, cũng nhiều. Ngày mai mình sẽ làm món sau cả nhà. Bây giờ muộn là mình cũng không muốn lách ca lách cách nữa. Chờ chín này chúng ta sẽ thưởng thức cả nhà nhé. À quên, hồi nãy Hiếu có hái một mớ trái cà rừng này này, mai mình sẽ nấu luôn.
Hôm nay là bội thu trái rừng này, rồi rau rừng. Cả nhà ơi, vừa phát hiện một em rắn rắn sói này, nó nhỏ thôi. Con này nó bé đấy, ngay cái chỗ ngủ luôn này. Đây này, em sói này. Đó không? Trườn đi này. Đâu rồi? Ra đây. Chạy đi đâu rồi? Con này nó lành thôi cả nhà. Rắn sói này thì nó lành thôi. Mình sẽ bắt cho cả nhà xem. Chạy đi đâu rồi? À đây. Đây. Ui da. Chạy nhanh thế nhỉ. Ây da. Ui, chạy đi vào trong kia rồi. Con này thì nó lành nữa cả nhà. Chín rồi cả nhà. Bây giờ thì muộn rồi nên là Hiếu cũng đơn giản thôi nhé. Đấy, còn một chút mắm này. Đó, làm một tí cay cay ngủ cho ngon nhé. Cua suối này thì bây giờ cũng Hiếu mới bắt được, không biết là nó có ngon không. Bây giờ thì mình gỡ con rắn này ra rồi mình cùng cả nhà làm một tí thưởng thức buổi tối xong rồi mình đi nghỉ thôi cả nhà. Con này thì nó nhỏ thôi, do mình bành nó ra. Cái thứ hai là khi mình nướng như thế này nó giòn rồi nè. Đó, nó ra từng miếng luôn. Úi trời, thơm phết cả nhà, rất là thơm. Ngon đấy. Buổi này giờ đói rồi. Làm miếng cái này nữa đi. Úi trời ơi này. Lò xo tàu hỏa. Dù ít dù nhiều thì Hiếu cũng sẽ làm một chút để mình mời các chư vị sơn thần thổ địa ở đây. Mình xin phép để ra một bên làm thủ tục một chút cả nhà nhé. Hiếu là sẽ chấm trực tiếp vào đây luôn. Rồi bây giờ thì Hiếu mời cả nhà cùng dùng một chút, gọi là bây giờ thành là bữa khuya luôn cả nhà. Gần 11 giờ đêm về mình làm mày mò nãy giờ đấy. Rồi mời cả nhà nhé. Miếng thịt rắn xem sao này. Nướng lâu lắm nó không ăn cái rắn nướng này. Dài. Một cái thơm rồi nè. Đêm rồi, nhưng mà mình làm một chút. Cái cua ở đây nó mềm cái vỏ nó cả nhà, nó không giống như cái cua ở bên cái rừng Hiếu đi lên rừng Campuchia, cua rất là cứng.
món này nó nướng như này nó dai dai, nó được cái nó thơm. Rồi mình dùng tạm bữa tối rồi, giờ thì thật sự là muộn đấy cả nhà. Còn là bây giờ là hơn 11 giờ đêm rồi. Giờ này Hiếu mới xong công việc. Bây giờ thì có Hiếu xin phép đi nghỉ cả nhà nhé. Mình sẽ đi nghỉ sớm rồi ngày mai chúng ta lại tiếp tục khám phá cái khu rừng mới ở đây. Và cũng không phải là mình sẽ dừng chân ở đây hẳn mà mình sẽ phần đi vào nữa. Nên là ngày mai mình sẽ đi khu này và cái khu trước này xem sao. Rồi bây giờ Hiếu xin phép đi nghỉ. Xin chúc cả nhà ngủ ngon nhé. Hiếu xin phép đi ngủ cả nhà nhé. Hiếu xin cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị cùng các bạn đã xem hết video của Hiếu. Trong quá trình đi rừng thì Hiếu có thu gom được một số sản phẩm của rừng, đặc biệt là rừng Tây Nguyên cả nhà, được biết đến với miền đất khí hậu có nhiều nguồn dược liệu và dược tính rất là cao. Trên tay Hiếu đang cầm đây là những cái nấm lim xanh cả nhà. Nó được biết đến rất là nhiều công dụng luôn. Từ ngày xưa họ đã sử dụng cái nấm lim xanh này để hỗ trợ điều trị về những căn bệnh về hiểm nghèo, như là ngăn ngừa, hỗ trợ điều trị về những căn bệnh ung thư, bệnh về mỡ máu, cao mỡ, tim mạch, dạ dày, huyết áp, tiểu đường, rất là nhiều luôn cả nhà. Các chị em uống vào cái nấm lim xanh này thì còn giúp trẻ hóa làn da này, đẹp da này. Đó. Ngoài hỗ trợ điều trị bệnh thì nó còn giúp chăm sóc sức khỏe. Ngoài ra thì một số sản phẩm như là sáo tam phân cũng là hỗ trợ về căn bệnh gan, ung thư gan rất là tốt. Và những cái sản phẩm như chuối rừng này, sâm cau, nấm ngọc cầu, những cái đồ chăm sóc sức khỏe, rồi mật ong rừng Tây Nguyên. Quý cô chú anh chị có nhu cầu chăm sóc sức khỏe hoặc là mua để làm quà biếu, quà tặng thì liên hệ cho Hiếu qua số điện thoại là 078-228-2345, Hiếu để ở trên màn hình cả nhà nhé. Trong quá trình đi rừng nếu như cô chú không liên lạc được với Hiếu thì có thể nhắn tin lại hoặc là kết bạn Zalo nhắn tin cho Hiếu qua số điện thoại đó hoặc là trang fanpage là Hiếu TV. Đi rừng về Hiếu sẽ liên hệ lại cho cô chú anh chị cùng các bạn tư vấn cho cả nhà hiểu rõ thêm về những cái sản phẩm, công dụng, cách sử dụng và cách gửi vận chuyển như thế nào. Cảm ơn cả nhà đã luôn tin tưởng và ủng hộ Hiếu. Hiếu xin chào cả nhà nhé. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều.